Mua xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang đến anh chị và các bạn cùng tham khảo thông tin về chiếc xe Honda CRV Với phiên bản em đang cập nhật cho anh chị và các bạn là phiên bản N Bản cao cấp nhất sản xuất là năm 2018 Nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan Với ngoại thất của chiếc xe Nhìn anh chị và các bạn nhìn qua clip thì có thể là màu đen Nhưng mà da anh lắng nó sẽ là màu xanh rêu anh chị nhé Đấy. Với những đường nét tổng thể của chiếc xe Thì luôn đảm bảo cho anh chị và các bạn Về khung cầm, máy móc, động cơ, hộp số trên văn bản Là không đâm va, không ngập nước Trách test hãng gara toàn quốc theo yêu cầu Với các đường nét về mép lối, mép cản của chiếc xe Nó còn khít như này Thì anh chị và các bạn có thể biết được Là ba chủ đi rất là giữ gìn chiếc xe Với bộ vành của chiếc xe được trang bị vành hợp kim Và một cái dàn lốp của chiếc xe Thì vẫn được ba chủ bác thay mới một dàn lốp mít rồi anh chị ạ. Đấy, những cái chi tiết rãnh nốp hay là những cái phần đết lốp của chiếc xe thì em quay rõ ràng để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thông tin chính xác về chiếc xe cũ đã qua sử dụng và hiện trạng của nó có như nào. Với bậc lên xuống được trang bị thêm là cái bậc cứng này, có trang bị vè che mưa, dán kính đầy đủ hết cho anh chị và các bạn rồi. Sơn si của chiếc xe tỷ lệ sơn zin còn rất nhiều, tuy vậy thì cũng có một vài điểm sơ sát đã được sơn tỉa lại ở phần đuôi xe thì nó sẽ nổi bật cho anh chị và các bạn những cái tính năng an toàn, cảm biến, cam lùi. Và cái cụm đèn hậu của chiếc xe được thiết kế đồ họa rất là sắc nét với dạng chữ L ngược. Rồi là những cái đường LED về phần khoang cốp chứa đồ của chiếc xe thì em cũng sẽ mở lên để anh chị và các bạn có thể ngắm nghĩa về khoang chứa đồ cũng như là các phần con ốc bản lề của chiếc xe để mình đánh giá là phần đuôi này có bị đâm vai hay không thì mình có thể kiểm chứng qua clip em cập nhật. Sau khi xem qua clip mà anh chị và các bạn cần em hỗ trợ xem rõ hơn, cụ thể hơn, chi tiết hơn những phần nào của chiếc xe, mình có thể trao đổi trực tiếp theo số điện thoại trên màn hình hoặc qua trực tiếp số 116 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để mình có thể lái thử trực tiếp về chiếc xe em đang cập nhật. Sau khi cảm thấy ok rồi thì mình hãy mang qua một vòng vào hãng hoặc một bên thứ ba mình check lại để cho nó an tâm tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước mà đến cái sự an tâm hơn về quá trình sử dụng sau này bên đơn vị thì có cam kết trên văn bản hợp đồng giấy tờ giấy trắng mực đen chứ không nói mồm anh chị nhé cốp sử dụng cốp điện đóng mở rất là nhẹ nhàng so với trong phân khúc 7 chỗ ngồi thì mẫu này nó là một mẫu xe rất đáng để anh chị và các bạn cân nhắc về khung gầm chắc chắn tính năng an toàn đầy đủ và cái chỗ ngồi rộng rãi đây là những cái đường led anh chị và các bạn có thể cùng tham khảo qua về phần thông số kính vẫn là liền đời Đấy, điều đặc biệt của chiếc xe nó sử dụng khối động cơ máy 1.5 nó sẽ cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành nó sẽ tiết kiệm di chuyển đường dài nó vẫn mang lại cảm giác lái tốt như máy 2.0 vì nó sử dụng động cơ turbo Đây là những cái phần bệ thì tay à những cái phần tapi cánh cửa rồi là những cái phần nhựa bóng và những phần chi tiết giả vân gỗ trong đây là những phần con ốc bản lề của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể kiểm chứng xem rất nhiều clip của em để anh chị và các bạn có thể thấy rõ là em quay những cái điểm về chất lượng của chiếc xe là chính lên cái clip nó có thể lặp lại về những cái góc quay à, vì một chiếc xe thực tế ra thì nó cũng chỉ có những các góc quay như vậy thôi quay đi quay lại nó vẫn như vậy à, nên có những cái gì mà chưa được anh chị và các bạn cứ góp ý cho em để em có thể thay đổi là mới đi cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng xem được chất lượng của chiếc xe mà mình vẫn có đầy đủ thông tin về chiếc xe anh chị nhé. À, bên giữa trung tâm thì nó sẽ được trang bị cửa gió điều hòa trung tâm này, cửa sổ trời. Hàng ghế thứ ba thì nó sẽ có bốn cửa gió ở trên nóc trần. cái không gian làm mát của chiếc xe nó cũng rất nhanh và cái khả năng làm mát rất là sâu. Với cánh cửa cánh lái của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua giúp em. Đấy, các thông số kính vẫn là liền đời cho thấy cánh cửa không hề có hiện tượng bị đâm va. Nếu có đâm va thì nó sẽ thường hay hỏng kính. Đấy. Còn xước uh, sát, Móp mép một chút thì không thể tránh được. Cái đấy là những cái uh, dễ thấy nhất ở trong uh, khi mà anh chị và các bạn đến xem mình chỉ cần nhìn nghiêng thôi là mình nhìn thấy rõ những cái vết nõm hay như nào là mình có thể nhìn thấy rõ. Còn với diện tại của chiếc xe này em đang giới thiệu anh chị và các bạn nó rất là đẹp về sơn si đến thân vỏ chiếc xe đến nội thất bên trong của chiếc xe anh chị và các bạn có thể nhìn qua về chất lượng cái ngồi để mình cùng kiểm chứng về những cái gì em nói sau khi mà anh chị và các bạn mà xem mà cảm thấy ưng rồi mình qua có thể xem thực tế tại đơn vị Đấy, mình cũng có thể list ra một vài đơn vị vì dòng CRV hiện tại bây giờ cũng rất nhiều đơn đơn vị đang chào bán các phiên bản khác nhau và tầm tiền Đấy, nên các bác có rất nhiều sự cân nhắc màn hình giải trí này vô lăng, củ số, tất cả các chi tiết từ nội thất đến ngoại thất của chiếc xe đều giữ nguyên bản, không có độ đẽo gì anh chị nhé. Số km thực tế của chiếc xe thì nó cũng gần 10 vạn rồi. những cái thông số của chiếc xe thì em cập nhật rõ ràng. Chi tiết. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi ngóng qua về phần máy móc của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể cùng khám phá qua. Ba chủ thì cũng lên những cái tính năng cơ bản như là cảm biến áp suất lốp, dán kính về che mưa. Đấy là những cái nâng cấp à, cơ bản của chiếc xe. Còn à, tất cả các chi tiết đèn đóm nội thất của chiếc xe về màn hình hay là vô lăng cụ số vẫn giữ nguyên theo nhà sản xuất. Máy móc của chiếc xe thì mình có thể check hãng gara toàn quốc theo yêu cầu. Với mức giá bán của chiếc xe Honda CRV phiên bản N sản xuất năm 2018 nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan đăng ký tên cá nhân. Với tầm giá của chiếc xe này bây giờ nó chỉ còn khoảng à hơn 700 triệu. Còn chính xác bao nhiêu thì các bác có thể liên hệ với em vì là cái thời điểm anh chị và các bạn có thể xem clip cách nó khoảng một thời gian khá là dài lên cái mức giá nó có sự thay đổi. Nhiều anh chị và các bạn bảo em là giá trên trời nhưng mà giá nó cũng theo tùy từng thời điểm. Có thể thêm một vài tháng sau thì giá nó sẽ có điều chỉnh giảm giá nên anh chị và các bạn có thể liên hệ em để có thể nhận được các thông tin chính xác cụ thể tại thời điểm anh chị và các bạn mua xe xin cảm ơn